thềm U23 châu Á. Để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm nhiều đội hình của Việt Nam, trận giao hữu được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Huấn luyện viên Park Hang Seo luân phiên thay đổi và sử dụng cầu thủ ở nhiều vị trí khác nhau để lắp ghép đội hình. Nhân Mạnh Dũng mở tỷ số cho Việt Nam, nhưng Busan ghi liên tiếp hai bàn để dẫn lại 2-1. Sau đó, nhờ hai ngôi sao ở SEA Games 2019, Hà Đức Trinh và Nguyễn Hoàng Đức, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo lần lượt gỡ hòa rồi giành chiến thắng 3-2. Đây là trận giao hữu thứ hai của Việt Nam. Ở trận trước, đội hòa không, không với tuyển sinh viên đại học Yangnam. Nam, chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc chủ yếu giúp các cầu thủ Việt Nam nhà khối lượng sau SEA Games 30, nhưng hôm thời tiết xấu, thầy Park cho các cầu thủ tập thể lực trong nhà. Hôm 14 tháng 12, nhà cầm quân Hàn Quốc còn đưa học trò về thăm quê của ông. Hiện tại, Quang Hải, Trọng Hùng và Thanh Thịnh đã bình phục. Thủ quân Quang Hải thậm chí đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội, không còn phải theo giáo án riêng của bác sĩ.